Để chuẩn bị cái hồ sơ cho cơ quan thuế xuống kiểm tra thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp thì các bạn cần chuẩn bị những hồ sơ gì? In cái bản cân đối số phát sinh ra, các bạn kiểm tra từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9. Thứ nhất về tài khoản 111, các bạn in cái sổ chi tiết ra, các bạn sẽ kiểm tra thử từng ngày trong cái sổ chi tiết của mình tiền mặt có bị âm hay không. Và cái tài khoản 112, tài khoản 112 cái số dư cuối kỳ nó phải trong sổ sách phải khớp trong cái sao kê ngân hàng. Tài khoản 131 các bạn kiểm in cái bản tổng hợp tài khoản 131 ra, các bạn kiểm tra đối chiếu từng cái công nợ ABC thứ tự ngay là các bạn sẽ không bị rối, mà các bạn kiểm tra nhanh nữa. Xem cái bên cục có thử khách hàng người ta ấn chuyển tiền hết cho các bạn rồi, chuyển tiền hết cho doanh nghiệp rồi, các bạn và doanh nghiệp cũng giao hàng rồi mà chưa xuất hóa đơn thì các bạn xuất hóa đơn, các bạn kê khai để cơ quan thuế họ khỏi bị truy thu, các bạn khỏi bị truy thu. Và cái tài khoản 133, tài khoản 133 là tài khoản thuế đầu vào, các bạn kiểm tra trên bản kê và tờ khai có khớp hay không, và trên cổng thông tin điện tử của mình nó có khớp hay không. Và tài khoản 334133 rồi 334 kiểm tra lương. Và tài khoản 152, tài khoản 152 in có thẻ kho ra xem, bản nhập xuất tồn thì không âm, nhưng mà trong cái thẻ kho sổ chi tiết từng cái mặt hàng là nó sẽ bị âm, kiểm tra cái thẻ kho. Và cái tính giá thành, tính giá thành đối với những công ty xây dựng và sản xuất thì có giá thành, thì các bạn kiểm tra lại cái nhân công, kiểm tra vật tư, kiểm tra cái nhân, đối với xây dựng thì kiểm tra nhân công. Cái nhân công rất là quan trọng về cái phần về nhân công nha.